Vâng, chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Hoàng Giang dỡ nhà làm thủ tục dỡ nhà một tí. Và bây giờ Hoàng Giang sẽ lên làm thủ tục với các ông bà tổ tiên để khiêng cái ban thờ ra ngoài. Rót nước trà và mời chầu. Để khi nào đây là thủ tục của người dân tộc Tày. Khi nào xong thì mới trả lễ. Còn bây giờ thì chuẩn bị đầu tiên là thay cái này đã, thay cái lá chầu cũ. Chầu cũ cái này bỏ đi rồi. Thay lá chầu chầu mới nhé, thay bằng lá chầu mới. Giờ hôm nay là không có cái túi vỏ, hôm qua đi đâu quên mất, tìm mãi không thấy đâu. Về thắp hương xong mới cho nước chè. Đôi 4 6 8 10 11. Mỗi lần Tết đến thì hay chuẩn bị như thế này nhưng mà công phu hơn. Còn hôm nay thì do gia chủ dỡ nhà thôi, tức là lấy cái nhà cũ này đi để 2 tháng sau mình sẽ bắt đầu là dựng lại cái nhà mới. Và sau 3 4 tháng cái nhà mới hoàn thành rồi thì bắt đầu mời các cụ bề trên quay trở lại nhà mới, thì lúc đấy mới làm mâm lễ. Cái thắp nén nhang này là mỗi một người sẽ là một nén nhé bà con nhé. Đấy, trong ban thờ có bao nhiêu người thì sẽ có bao nhiêu nén hương. Về rót nước chè, lúc nào phải thắp hương xong mới rót nước chè. Chè vàng các anh thợ chưa đến để giúp khiêng cái bàn thờ này xuống. Có sai vàng bố sĩ rất là đấy, bố này rất là con anh rơi nhà nó chỉ mất thằng cứ ra đậm tản này đậm bố này ý năng để sao để mưa đi văn ứng năng tượng sẽ để mưa mà phá sẽ để mưa đi năng bè dạo thí phường này lên thí phường năng bè mưa ở đây cô ra đậm gà nó đậm phải giữ lên thỉnh rồi tạm thảm bướm mưa nà bướm mưa nữ nâng hệ để dạo thí phấn này lại đơn thí chín nâng mới thì ra đậm tại nó đậm nâng mà hệ rồi nâng 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 mới lì mà ra mới bằng mà hả thế thôi xong rồi chỉ báo với các cụ mấy câu thế thôi, bởi vì thế chỉ báo mấy câu để mình đưa cái ban thờ đi, còn sau này mình làm trả lễ rồi mình bắt đầu là ấy đấy. Ơi cung cô mô cung cô mô lan bà cung và cung cô lục lan chứ ti lăng cắm nà cho ta lăng cắm chí bán sang đánh nó cơ tí mọi người đi cái thông tư đi dùng cái mưa 2 anh em đang bàn nhau cách làm cái cây để chống khi hạ xuống này.
Lên tivi cho nó đẹp trai chứ. Ồ, ăn hay đấy anh hoa hoa anh em chịu khó làm nhá, có nước chè dưới này rồi. Thằng dưới chẳng hay khói xa. Anh em đang sắp xếp lại cái vách. Bây giờ tháo ra phải dừng lại. Tăng nhẹ phúc y đế nữa mà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.